giới thiệu cho mọi người. Mình là Đức Bảo, học sinh lớp 12 của trường Trung học Phương Bình Quang. Sau một thời gian tìm hiểu về IELTS và môn tiếng Anh thì mình đã biết đến trung tâm AV. Sau khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2020 đến đầu tháng 2 năm 2021 thì mình vượt được chỉ tiêu về ban IELTS ban đầu là 6 chấm. Và sau kỳ thi mình đã đạt được kết quả là 6.5. Qua đây em cũng muốn cảm kích và trung tâm về những thời gian qua đã giúp đỡ em và đã giúp em đạt được kết quả như mong đợi. Hôm nay thì rất vinh dự cho tôi là phụ huynh của cháu Đức Bảo, là phụ huynh của cháu Bảo Chi, cũng mong muốn là con có được cái IELTS từ 5.5 đến 6 chấm thôi, để cho con là có được cái điều kiện để xét được một số trường đại học, tham khảo các trung tâm để cho về gửi con. Thì con cũng đã cho con đi học ở một số trung tâm ở Hải Dương rồi. Thế nhưng mà chưa có trung tâm nào cam kết đào tạo IELTS như là trung tâm anh đi. Thế mà rất là may mắn là gia đình đã gặp được trung tâm Ely để gửi cho con. Nguyện vọng ban đầu thì cũng cam kết cũng muốn là trung tâm đào tạo cho con đạt đến 5.5, 6 chấm là đã rất là mừng rồi. Thế nhưng mà đến nay thì con lại được vượt cả mong đợi, con đã được đến 6.5. Gia đình rất là vui mừng vì đã gặp được những trung tâm uy tín. Một lần nữa thì cảm ơn trung tâm đã đào tạo các con và đã đạt kết quả ngoài sự mong đợi.